Chào mừng quý vị trở lại với Laden Vlogs USA Nếu đây là lần đầu tiên quý vị đến với Laden Vlogs Xin hãy nhấn nút subscribe hay là nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Laden nhé Sau đó hãy nhấn nút chuông để có thể nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Laden có video mới Laden xin cảm ơn quý vị rất nhiều Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay 11 tháng 6 năm 2021 Lê Đinh xin chia sẻ với quý vị một chủ đề mà từ trước đến nay Lê Đinh chưa từng chia sẻ. Đó là chủ đề xe chạy điện, lái xe với điện năng sạch và tái tạo. Lê Đinh làm video này, thứ nhất là do yêu cầu của khán giả. Thứ hai là do Lê Đinh cũng đang quan tâm đến vấn đề mua một chiếc xe chạy bằng điện. Và thứ ba là Lê Đinh cũng muốn chia sẻ với quý vị các chương trình hỗ trợ của chính phủ dành cho những người mua xe chạy bằng điện. Hiện tại, chính phủ liên bang và chính phủ tiểu bang California đều có các chương trình này. Quý vị có thể nhận lại tax credit hay là được rebate khi mua xe mới. Mỗi một chương trình đều có giá hỗ trợ khác nhau cho từng loại xe điện khác nhau. Có loại xe khi mua quý vị được credit 7.500 đô la, nhưng cũng có loại khi mua quý vị chỉ được credit 1.000 đô la mà thôi. Trước tiên, Lê Đinh xin chia sẻ với quý vị các loại xe điện chính đang có trên thị trường của Mỹ. Theo Lê Đinh tìm hiểu, hiện tại có hai loại xe hơi điện chính. Loại thứ nhất gọi là All Electric Vehicle, viết tắt là AEV. AEV là xe chạy hoàn toàn bằng điện, được cung cấp bởi một hoặc nhiều động cơ điện. Chúng nhận điện bằng cách cắm vào lưới điện và lưu trữ trong pin. Chúng không tiêu thụ nhiên liệu từ dầu mỏ và không tạo ra khí thải từ ống xả. AEV lại được chia ra làm hai loại, đó là BEV và FCEV. BEV là viết tắt của ba chữ Battery Electric Vehicles. FCEV là viết tắt của bốn chữ Fuel Cell Electric Vehicles. Kiến thức về xe của Lê Đinh rất hạn hẹp. Lê Đinh tìm hiểu tới đâu thì chia sẻ tới đó. Cho nên, có thể có nhiều điều mà Lê Đinh chưa biết về các loại xe hơi điện này. Cho nên, nếu như quý vị nào biết hai loại xe BEV và FCEV khác nhau như thế nào, xin quý vị hãy chia sẻ thêm ở phần bình luận để Lê Đinh và những khán giả khác cùng được học hỏi thêm nhé. Lê Đinh xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Loại xe hơi điện thứ hai là Plug-in Hybrid Electric Vehicles, hay còn viết tắt là PHEV. HEVs. Đây là loại xe vừa chạy bằng điện và cũng vừa chạy được bằng xăng. Loại xe này sử dụng pin để cung cấp năng lượng cho động cơ điện, cắm vào lưới điện để charge và cũng có thể sử dụng nhiên liệu thay thế để cung cấp năng lượng cho động cơ đốt trong. Các loại xe AEV chạy hoàn toàn bằng điện. Khi điện được chạc đầy vào battery, xe này có thể chạy được từ 80 đến 100 dặm cũng có một số loại xe mắc tiền hơn, có thể chạy được 250 dặm. Khi pin cạn, quý vị có thể mất từ 30 phút đến gần cả ngày để sạc lại, tùy thuộc vào loại bộ sạc và pin. Đối với những quý vị cần phải lái xe trong một phạm vi xa và rộng hơn, thì loại xe PHEV có thể là một sự lựa chọn tốt hơn. Các loại xe PHEV có thể chạy bằng pin trong khoảng đường từ 6 đến 40 dặm sau đó sẽ chuyển sang chạy bằng gas khi pin bị sắp cạn. Theo Lê nếu như Lê cần một chiếc xe chỉ để chạy những khoảng đường ngắn, Lê sẽ chọn mua các loại xe AEV. Còn nếu để chạy những khoảng đường dài hơn, thì Lê sẽ chọn mua các loại PHEV. Quý vị thân mến, sau khi có một khái niệm sơ lược về các loại xe điện và loại nào có thể thích hợp với quý vị, Lê xin chia sẻ một số chương trình hỗ trợ của chính phủ cho những người mua xe hơi điện. Để quý vị có thể tham khảo xem chương trình nào có lợi cho quý vị nhất. Bởi vì mỗi chương trình đều có rất nhiều chi tiết, cho nên Lê Đinh không thể đi vào chi tiết được, mà Lê Đinh chỉ chia sẻ với quý vị tổng quát một số chương trình. Lê Đinh sẽ để lại đường dẫn ở phần description của video để quý vị nhấn vào đó và tìm hiểu thêm mỗi chương trình nha quý vị. Nếu như quý vị quan tâm đến một chương trình nào đó, muốn lên tìm hiểu thêm và chia sẻ chi tiết về chương trình đó, xin quý vị hãy để lại lời nhắn ở phần bình luận nhé. Đầu tiên là chương trình hoàn thuế của liên bang. Đây là chương trình của chính phủ liên bang, cho nên được áp dụng trên toàn nước Mỹ. Quý vị ở 50 tiểu bang đều có thể nhấn vào đường link này để tìm hiểu thêm về chương trình này nhé. Nếu như quý vị đủ điều kiện, quý vị có thể được khấu trừ thuế từ 2.500 đến 7.500 đô la cho một chiếc xe hơi điện. Chương trình này chỉ áp dụng cho xe hơi điện mới và không áp dụng cho xe cho thuê. Đây là một chương trình giảm giá sau khi mua. Tức là sau khi mua xong thì quý vị mới nộp đơn lên cho sở thuế khi khai thuế để được khấu trừ lại số tiền này. Và chương trình này không thể kết hợp với chương trình hỗ trợ xe sạch của California. Nếu quý vị quan tâm đến chương trình hoàn thuế của liên bang, quý vị hãy gõ vào trong Google Search đường dẫn giống như quý vị đang thấy ở trên màn hình. Quý vị có thể nhận khấu trừ thuế tối đa từ liên bang là 7.500 đô la nếu như quý vị mua một trong các loại xe điện trong danh sách các loại xe được đăng tải trong trang này. Mức khấu trừ thuế quý vị nhận lại được ít hay nhiều là tùy vào sức chứa của pin trong chiếc xe đó. Khi quý vị thấy chữ EV màu xanh, có nghĩa là xe đó chạy hoàn toàn bằng điện. Giống như Lê Đinh có trình bày ở phần đầu của video, còn nếu như có màu vàng PHEV là xe đó chạy vừa bằng xăng vừa bằng điện. Như hai chiếc xe đầu tiên ở trong bảng này đều là hai xe EV. Nếu quý vị chọn mua một trong hai chiếc xe này, Quý vị sẽ nhận được tax credit là 7500 đô la, tức là quý vị đã nhận tối đa. Còn như quý vị chọn chiếc Audi 2016 hoặc là đời 2018 PHEV, quý vị chỉ được khấu trừ thuế liên bang 4502 đô la mà thôi. Quý vị cứ tiếp tục di chuyển xuống phía dưới màn hình và tìm loại xe thích hợp mà mình muốn mua để biết được số tiền khấu trừ thuế quý vị nhận được là bao nhiêu. Ngoài số tiền khấu trừ thuế của liên bang, mỗi tiểu bang đều có những chương trình riêng để khuyến khích người dân của tiểu bang mình mua xe hơi chạy bằng điện. Nhưng với thời gian hạn hẹp của video này, Lê Đinh chỉ chia sẻ một số chương trình của tiểu bang California và đặc biệt là ở thành phố San Jose và một số thành phố khác ở vùng Bay Area. Chương trình thứ hai là chương trình Clean Fuel Rebate. Đây là một chương trình giảm giá của công ty điện lực PG&E ở tiểu bang California dành cho những khách hàng của PG&E có sở hữu xe hơi điện. Nếu quý vị có xe hơi điện đã qua sử dụng hoặc là quý vị thuê xe hơi điện, quý vị vẫn có thể nộp đơn để xin được giảm giá tiền điện theo chương trình này. Các công ty điện lực ở miền Nam California như là SCE hoặc là SDGNE cũng có các chương trình giảm giá tiền điện dành cho những quý vị sở hữu các xe hơi điện. Nếu quý vị ở vùng Bay Area và có thu nhập thấp, quý vị có thể đủ điều kiện cho chương trình xe sạch cho mọi người. Đây là chương trình thu mua xe hơi đời cũ từ năm 2004 hoặc cũ hơn, sau đó hỗ trợ tiền cho quý vị để mua xe mới. Số tiền hỗ trợ có thể từ 5.500 cho đến 9.500 đô la. Nếu quý vị đủ điều kiện cho chương trình này, quý vị có thể sử dụng số tiền đó để mua xe hơi điện đã qua sử dụng hoặc có thể thuê xe hơi điện. Để biết thêm chi tiết về chương trình này, sau khi nhấn vào đường link mà Lê Đinh chia sẻ ở phần description, quý vị hãy tìm chương trình này và nhấn vào nút màu xanh có chữ áp dụng. Tiểu bang California còn có một số chương trình khác, thí dụ như chương trình cho vay mượn nợ hoặc là hỗ trợ cho quý vị một số tiền để quý vị mua xe hơi điện mới. Nhưng các chương trình này đã đóng bởi vì họ đã nhận quá nhiều đơn và không còn ngân quỹ nữa. Lê Đinh sẽ tiếp tục theo dõi và chia sẻ với quý vị khi, khi các chương trình này có thêm ngân sách mới và nhận đơn trở lại. Quý vị thân mến, đó là những gì mà Lê Đinh muốn chia sẻ với quý vị trong video ngày hôm nay. Lê Đinh rất cảm ơn sự ủng hộ của quý vị đối với Lê Đinh Vlogs USA. Nếu đây là lần đầu tiên quý vị đến với Lê Đinh Vlogs USA, xin quý vị nhấn nút subscribe để ủng hộ cho Lê Đinh nhé. Trước khi tạm chia tay, Lê Đinh xin chúc quý vị và gia đình lúc nào cũng luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo